Xin chào tất cả mọi người, mình là Nghĩa Vương, người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong Q&A Crypto, một chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của CryptoLeadsVN. Dành cho các bạn nào mới ghé ngang video thì đây là một cái chương trình cùng nhau thảo luận, chia sẻ những cái góc nhìn giữa CryptoLeadsVN và những cái vị độc giả của mình thông qua các cái phần bình luận, những cái phần câu hỏi mà các bạn gửi về thông qua những cái video mà team đã phát hành trong tuần. Và đặc biệt là những cái chủ nhân của những bình luận hay là những câu hỏi thì sẽ nhận được những cái phần quà của chương trình, đó là những cái token CLV mà team CryptoLeadsVN đang phát hành. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 12, ngày Giáng sinh, thì cũng thay mặt cho team xin gửi đến tất cả những cái vị độc giả của CryptoLeadsVN được hưởng trọn cái mùa Giáng sinh, mùa Noel thật là ấm áp và an lành bên người thân và gia đình của mình. Bây giờ thì trước khi vào những cái phần câu hỏi trong Q&A thì mình mời các bạn cùng mình điểm qua những cái sự kiện, những cái thông tin nổi bật trong cái không gian crypto diễn ra trong tuần vừa rồi các bạn nha. Đầu tiên thì mình xin điểm sơ qua một chút xíu về giá Bitcoin trong tuần. Theo dữ liệu từ sàn Binance và Chainlink thì kết thúc cái tuần vừa rồi, Bitcoin đóng nến tại 16.738 đô la, giảm hơn 2% so với tuần trước. Mặc dù thì có thời điểm giá của nó cũng đã tăng lên tới là 18.400 khi có thông tin Fed thì nâng lãi suất thêm 50 điểm vào ngày 14 tháng 12. Thì tuần này thì ngoại trừ hai cái trường hợp giảm đột ngột, cái thứ nhất là về vùng giá 16.200 vào thứ ba là khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định mở rộng thêm cái biên độ dao động trong công trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm từ 0.25% cho đến lên 0.5%. Và cái trường hợp thứ hai á, là vào ngày thứ năm khi chỉ số GDP quý 3 của Mỹ tăng 3.2%, tăng mạnh hơn mức dự kiến là 2.9%, thì khi đó giá Bitcoin cũng đột ngột giảm về là cái mức là 16.500 đô la, thì sau đó thì cũng ổn định trở lại. Ở giá Bitcoin chủ yếu dao động, ngoài hai cái trường hợp đó ra thì giá Bitcoin cũng dao động trong khoảng từ 16.600 cho đến là 16.900. Tiếp tục một cái tuần gọi là ít biến động của mình. Mặc dù thì trong không gian crypto cũng liên tiếp có những cái tin tức khá là giật gân từ sàn Binance cũng như là những cái chi tiết về cái vụ sụp đổ của sàn FTX. Tiếp theo là một số thông tin nổi bật trong tuần qua thì những cái sự chú ý đều đổ dồn về ba cái ông kẻ lớn của ngành, đó là Sam, CZ và Elon Musk. Đầu tiên là của CEO của sàn giao dịch FTX, Sam Bankman-Fried, thì cũng đã đồng ý bị dẫn độ về Mỹ, nơi anh đang phải đối mặt với cái cáo buộc hình sự lên đến 115 năm tù. Tuy nhiên thì ngay sau đó thì anh em cũng, các bạn cũng đã thấy thì anh thì đã được bảo lãnh tại ngoại với cái số tiền khổng lồ là lên tới là 250 triệu đô la, tương đương đâu đó khoảng 6.000 tỷ đồng. Wow. Điều này thì khiến nhiều người đặt ra cái nghi vấn á, thì tất cả những cái sự việc vừa rồi á, cái diễn biến vừa qua là được cái sự sắp đặt của gia đình Sam. Cần lưu ý là mặc dù là 250 triệu đô la kể ra đối với chúng ta thực sự rất là lớn, tuy nhiên thì nó không phải là một cái gì lớn so với cái con số 10 tỷ mà tiền của khách hàng mà cái sàn này đã làm thua lỗ. Ngoài ra thì chúng ta cũng nắm được một cái thông tin rằng là cái người yêu tin đồn của Sam, đó chính là Caroline và cái đồng sáng lập FTX Larry Wan thì cũng đã nhận tội. Đồng thời thì Caroline cũng đã chấp nhận đứng ra chỉ điểm Sam trước tòa. Cô khai rằng thì cô không biết gì hết á, tất cả đều do Sam chỉ đạo và điều hoàn toàn và đây là cái điều hoàn toàn mâu thuẫn với cái lời khai trước đó của Sam. Tuy nhiên thì rõ ràng là ai đúng ai sai trong cái trường hợp này thì tiền của anh em nhà đầu tư, tiền của chúng ta gửi vào trong sàn thì cũng không có hẹn ngày quay trở lại các bạn. Food của Binance dường như vẫn chưa hạ màn đâu các bạn, khi mà tuần này tờ Reuters cũng đã tiếp tục phát hành một cái báo cáo với tựa đề là sổ sách tài chính của Binance là một hộp đen bí ẩn, kèm theo đó là một loạt các cái câu hỏi xoáy đáp xoay cho CZ, như là tại sao Binance không minh bạch tài sản như Coinbase vẫn làm, tại sao Binance không niêm yết như Coinbase, hay là Binance có sổ công ty tại lập thị trường nào như FTX hay Alameda không, bla bla bla. Ngoài ra thì Reuters cũng tính toán
những cái doanh thu của Binance gần đây. Sơ sơ Binance cũng thu về 4,6 tỷ đô la từ phí 0,1% cho các lệnh spot. Thu về 6,4 tỷ đô la từ các khoản phí là 0,04% cho các lệnh phái sinh. Đó là chưa kể về những cái doanh thu đến từ phí nạp rút. Ngoài một số các vấn đề trên thì Reuters cũng liên tục đặt ra các câu hỏi về sự minh bạch của cái sàn này. Tuy nhiên thì ngay sau đó CZ cũng đã có những động thái đáp trả. Trong một cái bài đăng vào ngày 22 tháng 12, Binance cũng đã chính thức ra mặt giải quyết 7 cái vấn đề chính xung quanh liên hoàn food trong thời gian vừa qua. Trong đó thì sàn giao dịch này khẳng định có đủ dự trữ để đối mặt với các làn sóng rút tiền và tất cả các tài sản của người dùng đều được hỗ trợ một. Liên quan đến một cái báo cáo của Reuters thì Binance nhấn mạnh các phương tiện truyền thông là đã nhắm mục tiêu vào sàn giao dịch với các chủ đại dược gần và chủ yếu là chỉ để câu view. Mặt khác thì ông này cũng khẳng định sàn giao dịch hiện là một cái sàn được sở hữu nhiều giấy phép tuân thủ nhất ở trên thế giới. Ngoài ra thì CZ cũng khẳng định là không chơi xấu FTX, cũng không coi các sàn giao dịch khác là đối thủ cạnh tranh của mình. Cũng trong tuần này thì Core Scientific, một công ty khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới, đã nộp đơn xin phá sản tại một tòa án ở bang Texas vào sáng ngày 21 tháng 12. Công ty này thì đã phải chống chọi với giá cả năng lượng tăng cao và tình trạng lao dốc của thị trường tiền mã hóa trong hơn một năm qua. Sau khi đệ đơn phá sản thì vốn hóa thị trường của công ty này đã giảm từ mức 4,3 tỷ đô la vào tháng 7 năm 2021 xuống dưới chỉ còn đâu đó khoảng 78 triệu đô la. Ngoài ra, theo dữ liệu thu được từ Glassnode, chi phí khai thác một Bitcoin hiện tại là tầm 18.000 đô la, trong khi phí cho một cái Bitcoin đang dao động ở ngoài thị trường thì chỉ có 16 đến 17.000 thôi. Đó, điều này thì đã khiến các thợ đào chịu áp lực do là chi phí khai thác ngày càng tăng cao. Mà nếu như tình hình này kéo dài thì nhiều công ty đào Bitcoin khác thì cũng sẽ gặp cái trường hợp tương tự như công ty Core Scientific. Thì các bạn cứ tưởng tượng cho mình đi, một cái món hàng mà chưa được bán ra nữa thì đã lỗ rồi, mà càng bán thì lại càng lỗ, thì thứ gì mà chịu nổi. Công ty đang trong tình trạng giống như đang ở trong một chiếc máy bay đang lao thẳng xuống mặt đất với tốc độ cao, động cơ bốc cháy và hệ thống điều khiển không hoạt động. Đó là những cái lời mà ông tỷ phú cuồng Dogecoin Elon Musk nói về cái tình trạng của Twitter vào ngày 20 tháng 12. Trước tình hình này thì Musk cũng đã xác nhận là không có làm CEO của Twitter nữa và đang tìm cái người kế nhiệm cho phù hợp. Trước động thái này thì giá của cái đồng memecoin yêu thích của Musk thì cũng đã giảm gần 10% sau cái tuyên bố này. Đúng là chơi coi theo người nổi tiếng mệt thiệt các bạn. Ngày nào cũng lên Twitter mà rình rập coi mấy ông nói cái gì, mệt thiệt. Ok, thì đó cũng chính là những cái sự kiện nổi bật trong tuần vừa qua. Các bạn có thể theo dõi lại những cái chi tiết của sự kiện này thông qua các cái video tin tức mà team đã phát hành. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau vào cái câu hỏi đầu tiên của chương trình Q&A Crypto tuần này rồi nha. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Camfly. Bạn hỏi là Binance mà tài trợ cho Donald Trump ứng cử tổng thống thì sao nhỉ? Cảm ơn bạn Camfly. Đây cũng là một cái giả thiết rất là thú vị. Trong khi đó CZ thời gian vừa qua thì cũng đã tham gia vào rất nhiều các cái tổ chức chính trị ở Hoa Kỳ. Mình cùng nhau bàn luận xem sao nha. Gần đây thì bản thân ông Donald Trump không biết ăn chúng gì hay hít phải gió độc hay sao mà khi tự dưng là phát hành một cái đống NFT rồi lôi ra bán trên OpenSea khiến anh em mà không khỏi hoang mang. Tính ra cái cha này cũng biết trò quay xe ở Việt Nam mà anh em mình hay dùng. Cái số NFT của ông Trump bán thu về cái khối lượng cũng khá là khủng, gần 800.000 đô la trong cái thị trường NFT đang ảm đạm như lúc này. Tuy nhiên thì niềm vui không được lâu, NFT của ông xuống giá thê thảm sau đó vài ngày. Sau khi mà có cái tin ông nhái hàng. Trở lại cái câu chuyện của Binance có thể tài trợ cho ông Trump hay không? Câu trả lời là có mà cũng có thể là không. Nhưng theo quan điểm của mình nha, ông Trump không tự dưng khơi khơi mà đi bán NFT. Có thể ông này là test thử xem những cái mà ông gọi là lừa đảo trong suốt những năm làm tổng thống, hiệu ứng của nó ra sao, cộng đồng ủng hộ như thế nào. Không chừng đây có thể là một cái pha bắn tín hiệu cho ai đó trong lĩnh vực crypto mà vẫn ngày đêm mong muốn luật hóa được hoàn thiện. Ai đó có thể là ai lúc này các bạn. Riêng về CZ,
Thì các bạn nghe tin thì cũng thấy cái ông này sẵn sàng tham gia rất nhiều các tổ chức chính trị của Hoa Kỳ. Gần đây nhất là cái phòng thương mại kỹ thuật số, một nhóm vận động hành lang cho ngành công nghiệp tiền điện tử Hoa Kỳ. Rồi cứ cách mấy ngày thì các bạn cứ nghe ổng đi nước này, ổng đi nước kia, tài trợ cái này, hỗ trợ cái kia, công nghệ rồi bla bla bla. Nói tóm lại thì mình tin mà nếu ông Trump gọi thì chắc chắn CES sẽ trả lời. Bạn cuộc sống tao nhã có hỏi, admin cho mình hỏi. Ví dụ như Binance sập, mình xài ví MetaMask mà những đồng coin liên quan đến mạng BC để trên đó có bị ảnh hưởng như thế nào không? Mong admin trả lời giúp. Cảm ơn nhiều. Mặc dù cùng liên quan đến Binance nhưng sàn Binance và mạng lưới Binance Smart Chain là hai thực thể khác nhau nha bạn. Một bên là sàn giao dịch, nơi để người dùng trao đổi, mua bán, kiếm chat. Còn bên kia là mạng lưới blockchain, cung cấp cơ sở hạ tầng, nơi để các dự án liên quan đến công nghệ chuỗi khối hoạt động để xây dựng. Về bản chất là khác. Mà nếu như sàn Binance có sập thì trên lý thuyết mạng blockchain của BSC vẫn sẽ chạy bình thường và tài sản của bạn ở trên BSC vẫn không sao. Cho dù bạn có lưu ở MetaMask hay là Trust hay là Ledger thì cũng vẫn bình thường. Mà còn ngược lại thì mạng BSC gặp sự cố thì cho dù tài sản là các token được xây dựng trên mạng lưới này của bạn á, thì cho dù bạn lưu ở đâu thì nó cũng sẽ gặp nguy hiểm nha. Cảm ơn cuộc sống tao nhã. Bạn Trần Đức có hỏi ở trên nhóm Telegram, Michel ơi, Michel là CEO của CVN Capital các bạn. Mình share and earn thì người sau họ earn được token thì mình có được nhận hoa hồng trên số CLV họ nhận được không? Cảm ơn bạn Trần Đức. Thì câu hỏi này mình cũng có thấy bạn với Michel cũng đã thảo luận, Michel cũng đã trả lời cho bạn ở trên nhóm Telegram rồi. Tuy nhiên thì mình nghĩ thì một số cái khán giả ở trên YouTube cũng nên là chia sẻ cho mọi người biết. Cảm ơn bạn. Ngoài cái tính năng xem để nhận CLV thì mình xin nhắc để các bạn nhớ hai cái tính năng khác cũng giúp cho các bạn có thêm CLV mà thậm chí là còn dễ dàng hơn khi chúng ta xem video luôn. Đó chính là tính năng điểm danh, tức là click and earn, và mời mọc bạn bè cùng tham gia share and earn. Đối với điểm danh thì khá đơn giản, các bạn chỉ cập vào website, đăng nhập vào cái tài khoản đã đăng ký vào một click and earn trên cái thanh menu đấy và nhấn vào cái nút, vậy là có thể nhận ngay 0.48 CLV nhẹ nhàng. Lưu ý, thao tác này ở đồng hồ nó sẽ chạy ngược 24 giờ, có nghĩa là 24 giờ sau bạn mới có thể vào lại để điểm danh thêm lần nữa, nhớ nha. Còn với cái tác dụng mời bạn bè cùng tham gia bằng cái mã giới thiệu, thì mỗi người bạn giới thiệu khi mà họ earn được bao nhiêu CLV á, thì hệ thống sẽ trả thưởng cho người giới thiệu ngay vào tài khoản 10% so với số token của cái người bạn kia earn được. Vậy đó, mời càng nhiều bạn cùng ơn thì mình càng có cơ hội nhận CLV nhiều hơn thôi. Dễ dàng đúng không nào? Bạn Dương Thanh cũng có gửi đến một cái bình luận ở trên kênh. Kênh này chuyên tạo food để gây hoang mang cho người dùng. Hôm qua thì nói Binance gì gì sức mạnh, hôm nay thì nói hồ sơ đen hơn FTX. Thật ra mọi người nên phân biệt rõ tính chất của từng bản tin. Cái kênh CryptoLeadsVN hiện có 3 bản tin cập nhật thị trường là 24 giờ 5 phút crypto và bản tin trưa. Thì ở những cái chuyên mục này chúng tôi sẽ update liên tục những cái diễn biến mới nhất của thị trường và tất nhiên chỉ dừng lại ở việc đưa tin nhanh và trung lập để cho mọi người nắm được tổng quan các cái sự kiện trong ngày. Thì ngoài ra thì mỗi một ngày thì chúng tôi cũng sẽ có từ 1 đến 2 video chia sẻ nhận định. Ở cái chuyên mục này á thì chúng tôi đưa ra những cái quan điểm, những cái nhận định về một sự kiện nổi bật được cộng đồng quan tâm. Và những cái nhận định của CryptoLeadsVN đều có cơ sở, đều có research và nghiên cứu trên nhiều cái khía cạnh. Không những là trong thị trường crypto mà nó còn mang cả cái tính vĩ mô, văn hóa, chính trị và kể cả tôn giáo nữa, để đưa cho các bạn một cái nhìn insight nhất. Đó, như vậy chốt lại vấn đề. Cái vấn đề mà CryptoLeadsVN nói đi nói lại mãi luôn là các bạn xem video và hãy coi những cái nội dung đó như là tư nguyên liệu tham khảo. Và cái nào dùng tốt để củng cố cho quyết định đầu tư của mình thì các bạn dùng. Còn dùng không được thì các bạn quên nói gì mình, vì tiền là của các bạn. Ok, vậy nha Thanh ơi. Câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Huân. Mình mới tham gia vào thị trường, chơi đánh future luôn. Tỷ lệ ăn thua của mình là hòe 50-50. Nhưng sao tài khoản lại mất một khúc? Tìm hiểu ra là phí giao dịch. Admin chia sẻ một chút về vấn đề này được không ạ? Đồng ý với Nguyễn Huân. Trong các cái video mà team làm về trading á, thì cũng có đề cập những cái vấn đề này. Và các bạn mới tham gia vào thị trường thì cũng nên lưu ý bản chất của trading nói chung á, thì
thì là một cái trò chơi có tổng số âm ở máy này xung. Tại sao tổng là con số âm? Mình lấy cái ví dụ dễ hiểu, như mình với bạn cùng chơi một trò chơi hên xui đi và không cần cái bên trung gian, là tung cái đồng tiền thì bạn chọn cái mặt hình, còn mình chọn văn chữ đi. Ok, chơi 10 ván, bạn thắng 5, mình thắng 5, què. Nhưng về đường dài thì nếu như bạn có cái kỹ năng tung đồng xu giỏi hơn mình á, thì bạn chắc chắn sẽ là người chiến thắng. Đó, cái kỹ năng của bạn lúc này sẽ được, nói chung là sẽ đem lại lợi nhuận cho bạn. Rồi, khi bước vô thị trường, mình lấy một cái ví dụ như là cá độ đá banh đi. Như bạn thắng thì bạn không bao giờ nhận được 100% tiền cược đâu, mà nó đâu đó khoảng tầm 95-98% thôi là hết đát. Nhưng mà cái khi bạn thua á, là bạn sẽ thua đủ. Vậy cái chênh lệch chia về đâu? Ok, nhưng mà nếu chơi vài trận á, nghĩ thì không sao. Nhưng bạn thử nghĩ xem, nếu như bạn chơi 100 trận đi, một trận 1 triệu, 50 thắng, 50 thua, thắng ăn 950, thua 1 triệu, thì chung quy thì bạn sẽ lỗ 2 triệu rưỡi. Đó, nói cách khác là bạn phải thắng cái tỷ lệ là hơn 50 trận, chính xác là 52,7 trận thì bạn mới quay tiền. Đó, thì thị trường tiền điện tử thì cũng y chang. Voucher thì vô lĩnh đóng phí, rồi ra lĩnh đóng phí, thì chưa biết ăn hay thua, lời hay lỗ, nhưng cái phí là các bạn phải ôm rồi đó. Chưa kể là còn những cái khúc chênh lệch giá như Stipfy nữa. Và chốt lại thì không có cái chuyện zero sum trong cái ngành công nghiệp giao dịch này. Zero thì tiền đâu ra mà trả cho hệ thống, tiền nhân viên, tiền rep. Cho nên một cái kết quả trung bình là chưa đủ để giúp bạn thắng trong cái thị trường này ở xét về dài hạn. Và đó cũng là nội dung cuối cùng của video tuần này. Các bạn nào có cái phần bình luận hay là câu hỏi ở trong chương trình lần này thì đừng quên truy cập vào group Telegram của CRVN Capital Community, liên hệ với admin để nhận cái phần thưởng CLV của mình nha. Các bạn cũng đừng quên là thường xuyên theo dõi các video tin tức, chia sẻ nhận định của CryptoLitVN để mà cập nhật thêm những cái thông tin bổ ích, những cái kiến thức bổ ích về thị trường. Và đặc biệt là các bạn nào có quan tâm đến token CLV thì hãy truy cập vào website CryptoLitVN để vừa xem video mà vừa nhận thưởng các bạn nha. Một lần nữa thì thay mặt team chúc mọi người có một đêm Giáng sinh thật là an lành bên gia đình và người thân của mình. Còn bây giờ xin cảm ơn, thân chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tuần sau.